Bữa nay Yêu Riêng nó mặc áo, nó mượn áo của ba tôi hay sao? Sao rộng dữ vậy? Không phải. Style K-pop bây giờ ta mặc vậy đó. K-pop mà. Đáng lẽ cái áo này là của tôi đi diễn hài. Áo này là mới của Style Eric nè. Cái sáng nó đổi. Nó giỡn thôi, nhìn cưng đúng không? Phải skinny mới mặc được mấy cái này. Chứ cỡ bụng như Đức đâu mặc được. Đừng nhắc về vấn đề bụng. Hoàng Minh Di bên đây nó ốm dữ ta. Đúng rồi á, ốm quá con ơi. Ốm quá luôn. Thì ốm xinh chứ. Ốm xinh chứ. Đẹp như anh Đức vậy. Đúng rồi, 2 năm trước. Nó đang kể câu chuyện năm nào vậy Thành? 2 năm trước. Chương trình gì? Chương trình, một chương trình không phải của Đền Quân nên em không nói tên được. Nhưng mà là một chương trình mà em đã thể hiện sự duyên dáng cùng nhau. Rất duyên dáng. Rất duyên dáng đúng không anh? Đúng, anh. Xong rồi em nhận được đúng. Sự khen ngợi nhiều nhất là của anh Trấn Thành. Đúng, và anh Trấn Thành còn mời em là hãy đến show kỷ niệm hài của anh để tham gia nhé. Anh rất là yêu thích em. Và cuối cùng hãy đến, và cuối cùng là 2 năm sau em vẫn đứng ở đây. Chỉ có anh là anh nói, lúc nãy Trấn Thành nói là Trấn Thành thần tượng Eric, còn anh luôn luôn thần tượng em, quý mến em. Thần tượng anh. Đúng rồi. Anh là đẹp nhất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì sao? Là không có thật. Em nếu mà đấy là một cái âm sắc trong giọng hát ấy thì giống giọng em là giọng đại trà ấy. Là không có cái nét đặc biệt ấy. Em không biết mình như thế em luôn. Em tự nhận xét em vậy luôn. Nhưng em là một người ca sĩ hát có cảm xúc. Wow. Em hiểu âm nhạc như em. Không, em phải nói nha, với một kinh nghiệm người đã từng ra MV. Phải không? MV hả? Em không biết luôn á, không biết là có trên đời luôn á. Em vừa đâm bạn em một nhát đấy, không biết thì cứ để trong bụng nói ra làm gì. Bài đấy anh cũng chả biết đâu. Bạn thân kỳ hả? Đây là những người mà thân của tôi trong showbiz đấy à. Suy nghĩ lại nhá. Eric, em nhận xét về bạn là thế nào? Còn về giọng hát thì em thấy là cái chữ lời đấy không hay. Không hay. Nói chung là không hay, em nghĩ là sẽ không phải là hát hay. Cái kinh nghiệm mà đã từng đi tỉa chó thì tỉa chó dường từ thì đúng là tỉa chó chứ là gì. Em cũng đồng quan điểm với Eric là không hay. Em nghĩ những cái người mà nuôi chó với nuôi mèo thì thường là những người rất là thơ mộng, có lẽ sẽ có một cái giọng hát mà nó nhẹ nhàng tình cảm, cũng có thể là như thế. Không em. Tôi đang lý luận của em, anh ấy bảo không. Bây giờ ta lý luận lại cho người ta nói. Bây giờ anh lý luận lại, em có quyền bảo anh không? Đấy không. Theo anh, kinh nghiệm của gia đình anh lý luận xong đi rồi em không? Anh có lý luận gì đâu mà em bảo không? Không. Vẫn không. Thì không lý luận nữa. Hay. Nhưng mà bây giờ anh muốn em lý luận nè. Gia đình của em, bạn bè. Cái giọng đấy được đấy. Thanh âm cao. Thanh âm đúng anh đó. Anh Đức chuẩn đấy. Một mình là kim và hiểu về âm nhạc. Đây, nghe ca sĩ đội anh nói đây. Em thấy sao em? Em thấy là dáng chị này massage hơi kỳ này. Sao? Vì sao? Thấy là dáng massage đúng là phải thế nào? Này massage là như nào? Này massage là như nào? Cái dáng này chị vừa massage thì thấy sao? Eric, em mới được eo dáng của em mới kỳ. Chị vừa mắt ra thì em mới đưa cái chảo cho mặt Trấn Thành. Em vừa đẩy vào. Em vừa đẩy tất cả vào mặt anh. Dần lên. Tại vì cũng thông cảm cho Rick đi. Thôi thà một mình Trấn Thành hứng cái chảo đó còn đỡ hơn, giờ Rick nó quay lại nguyên trang nhóm khán giả để hứng hết. Không, nhưng mà nó đi vào cự ly gần anh ạ. Nó đập tất cả vào mặt em. Nam Thư ơi, em thấy sao nào? Em bị hoang mang quá. Sao vậy? Em vẫn đang 50-50 nè. Em không có nhận ra được một cái nét gì đó giống mình sao Thư? Anh ơi, Thư biết đau đó. Bạn Thành, tôi không biết là tôi bị cái gì mà anh tình nghĩa là kỳ thị tới mức nhỡ như vậy. Bạn chỉ bị hát dở thôi, bạn đâu bị gì đâu. Đó là sự thật. Nhưng mà nếu mình biết như vậy mình đừng nên buồn, mình chỉ nói về bạn ấy thôi. Đúng, đúng rồi mọi người ơi. Hãy tập trung vào cái vấn đề, cái tiêu chí chương trình là rồi gì. Rồi theo Đức hai dây dở nè. Theo tôi nhận thấy khi mà cái giọng bạn ấy chỉ thốt lên vài tích tắc cất thôi. Cất lên. Tôi đã cảm nhận được cái decibel ở trong cái giọng của bạn. Cái âm cao. Sắc, âm sắc anh ạ. Cái âm sắc, cái âm đó sắc. Là mình nói là tiếng Việt, mình nói theo cái chuyên môn. Cho em nghĩ số này được không? Hai bên nó giọng vô chịu nổi. Hai đứa mua cà phê ra ngoài quán ngồi nói chuyện nhau. Không, giọng bạn này hát hay. Cảm ơn anh Đức. Thôi thì cái gì khen thật thì phải nói thật. Không, em của chị
Hôm nay là một chương trình về giọng hát. Em ok ok. Giữ bình tĩnh lại về những vấn đề đấy nhá. Em hiểu. Okay. Nhá. Ok em, anh giúp đỡ em của em. Em làm đúng, em làm đúng. Đẹp không? Đẹp. 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 Có nhịp điệu em có. Không không ạ. Chung là mồm có ăn miệng. Miệng em miệng. Mồm há chuẩn. Ừ. Mồm há là chuẩn. Đúng rồi. Đó. Người ta bảo là khẩu hình đẹp. Khẩu hình đẹp đi. Chúng ta ở đây. Khẩu hình đẹp. Khẩu hình tức là hát phát âm cái chữ gì đó ra là cái miệng nó tròn trịa, nó đẹp đúng không? Là hát hay. Khi phát ra âm thanh nó sẽ hay. Đâu tròn lắm đâu. Rồi, hơi bẹt mà. Hoa đừng cãi em yêu Rick về mồm. À, em không cãi về mồm. Không cãi về mồm. Em sẽ nói về khẩu hình là em thấy không tròn. Không tròn. Sẽ không ok. Không phải đâu, có thể là bạn ấy đang cố tình hát như thế để cho mình khó nghe ra được đúng cái giọng rồi. Của bạn. Không, nhưng mà lừa mình đấy. Mà này có vẻ hay đấy. Tại vì anh nghĩ rằng với cái dáng dấp này, với cái gương mặt này, nó có cái phong thái nghệ sĩ trong đó. Có đấy, có đấy. Không em thế nào? Riêng về cái nghệ sĩ này. Bạn nghệ sĩ này thì em là khách hàng tiềm năng á. Đây là hả? Riêng về bạn này, đại nghĩa duyên giác. Em nhận thấy rằng bạn này không phải là nha sĩ, bởi vì em đã đến rất là nhiều phòng nha. Ok lắm anh ạ. Bạn này không phải nha sĩ, và cái cách bạn ấy bẽn lẽn từ nãy giờ, em nghĩ là bạn ấy có một cái chút gì đó hát được. Cảm ơn em. Còn Giang thì sao? Em nghĩ ông này không phải nha sĩ, ông này làm bên nha đam hay gì á. Hay nếm ấy hả? Mồm nó dẻo ấy. Hòa nó đi đâu nó cũng quay về mồm. Không nhưng mà ngon. Ý là à, ngon nữa. Ngon lại ngon. À quên. Ý là Hòa. Em đã có một nơi đi trốn đi về em, rồi. Không, ý em là ngon là tức là ý em là một dạng mời Eric, mời Eric. Thôi phải em, được rồi, đủ rồi. Tiếc đi, dạ ngon không? Mời Eric, rồi. À em nghĩ rồi. Em đã mất lượt. Nói đi cưng, nói đi. Nói đi cưng. Em nghĩ là bạn dùng phương pháp loại trừ, không lẽ là hát dở hết bốn người sao? Có luôn á. Có dư hôm nay xảy ra chứ bạn xin. Có đôi khi người ta khoanh vùng mà bạn hiểu không? Khoanh vùng địa lý á. Khu này khu áp thấp nhiệt đới, còn khu này khu bình ổn á, hiểu không? Không. Mình không, tôi vẫn nghĩ là bạn này hát được. Nam Thư nghĩ rằng bạn này hát được. Cảm ơn Giang cũng nghĩ là hay. Eric, em không nghĩ là hát hay. Không nghĩ là hát hay. Về cái voice thì em thấy khá là non. Nhìn cái mặt. Tiếng Anh là gì? Là young.